Chào các bạn đến kênh xem khách 24 giờ. Suzuki Raider 2010 phiên bản nâng cấp có 102 ở Việt Nam. Cái chiếc Raider 110 độ hôm nay cực kỳ độc đáo, là một bầu trời tâm huyết đến từ người chủ tên là Tài. Với tất cả tình yêu, tìm hiểu và sự hiểu biết kiến thức của anh chủ, anh ta ra đời một cái siêu phẩm Raider độ cực kỳ chất với những món đồ chơi siêu hiếm, chắc chắn sẽ cho anh em một phen là mở rộng tầm mắt. Trước mắt anh em đang thấy là cái cụm thắng của IRC Bilis đến từ Ý, một cái mẫu cụm thắng là siêu hiếm ở trường Việt Nam mà ít chiếc xe nào sở được. Lý do với những cái cụm Bilis phân khúc khác như Tempo, Bristip hay là Acrostato thì cái cụm IRC Bilis vẫn có chút gì đó là tối giản, thanh thoát hơn một đẳng cấp mới. Nằm ở bên trong cái cụm thắng IRC Bilis là một cái cụm ga Dono 2 giga trên đầy cơ bắp hầm hố. 2 giga này được cố định bằng cái vách giữ giga active đi xuyên qua bình dọc của Nobichi, trông rất là thú vị. Ở dùm cho mình cái cụm đề một đối tượng Dono rất là gọn gàng, giúp lắp đặt cái cụm ga dễ dàng hơn. Tất cả các cụm như Sachi Raider đều dùng có một cái nhược điểm chính, đó chính là cái cảm giác bóp con hơi nặng. Nhưng khi có sự hiện diện của cụm con CCCB, khuyết điểm đó đã được khắc phục một cách triệt để. Cái cảm giác bóp con cứng xe giờ đây chân dịu nhẹ, mượt mà hơn rất nhiều. Nhằm phục vụ cái niềm đam mê xe dịch thì anh Tài đã tinh tế trang bị chiếc chiến mã của mình, một cái đèn chở sáng đem đến ánh sáng mạnh mẽ, ưu việt hơn đi bộ đêm, đảm bảo an toàn cho bản thân ở những cái cung đường không có đèn báo. Cái tình trạng là bất cẩn lao qua những ổ gà hay ổ voi. Nhìn xuống cái dàn chân trước, chúng ta thấy được cái sự bất ngờ của con xe hôm nay khi em ấy được nâng cấp một cái cặp đôi đĩa thắng là quá độc đáo, hơi lạ mắt, cùng với con heo của Guinness đĩa thắng đến từ BBF, tổng giá trị xấp xỉ hơn 12 triệu đồng theo chia sẻ từ người chủ. Không những định mắt ở phần diện mạo, cái cặp đôi này còn đem đến cái hiệu sức thắng lực cực kỳ ổn định, không thua kém gì cái nổi tiếng như là Rainbow, Ando hay Acrostato. Ngoài ra các chiếc Raider độ hôm nay còn trang bị cho mình cái mâm của X-Raider 6 cây gắn như zin cho Raider, không chế cháo gì hết. Hơn nữa, cam màu trắng của cặp mâm còn làm cho dàn chân trông đẹp mắt, hút hồn hơn. Giá thị trường của cặp mâm này hiện nay khoảng 2 triệu. Riêng cái phần lốc máy thì anh chủ đã nâng cấp cái chiếc xe cân của mình một loạt những phụ tùng hiệu sức cao, chẳng hạn như EQ, ADC, RC, MIDI 5, cây bộ của STB, cổ tăng, lọc gió Canon vân, để thể hiện cái tốc độ tối đa, thời điểm ở tới cái độ bốc như ý, phù hợp với nhu cầu của bản thân. Và ở đây chúng ta còn thấy được cái con heo của ABM ga màu đen, một điểm nhấn tạo ra cái sự lịch lãm cho cái dàn chân sau. Các chiếc Raider độ hôm nay đủ rất nhiều đồ chơi thú vị mà mình chưa được chiêm ngưỡng. Các bạn thấy thế nào? Quay 110 bốc cháy với nét đẹp nguyên thủy. Xuất hiện vào cuối thập niên 90, những cái chiếc xe số hồng như họ đập quầy đã nhanh chóng chiếm ngồi cái chiếc rim để trở thành một mẫu xe ưa chuộng nhất cho người dân. Không mang nét đẹp nguyên thủy, những cái chiếc quầy còn gây ấn tượng mạnh cho người xem bằng những bản độ đẹp ngất ngây, và cái chiếc quầy 110 hôm nay là một dẫn chứng rất cụ thể. Đập vào mắt chúng ta thấy chính là bộ cánh với hai cái tông màu trắng đen làm cái đầu chính, đi cùng bộ tem mang đậm cái chất thể thao. Tiếp đến cái sự tinh tế độc đáo, cụm thắng Rainbow đi cùng mình dầu rời, cùng có cái nắp màu hồng lực cực kỳ đáng yêu, không chỉ tăng độ kiển lên một cái tầm cao mới mà món đồ chơi này cũng giúp lực hành trên nhạy và dịu hơn rất nhiều. Trên lực cổ hoa liên giúp phần đầu cũng định tối đá trong độ cao. Nhìn xung quanh chúng ta thấy cái phần dàn áo với những nơi được cố định bằng lọt ốc, được thay thế bằng ốc vàng cực đẹp. Còn kèn chân mỏng manh không kém phần cứng cáp, niềm nhôm Yoko cái màu xanh dương cực đẹp. Bên cạnh đó hệ thống phanh được nâng cấp đĩa Motoba kết hợp cùng hệ Rainbow Disc đi cùng dầu ép qua những cái khúc nhắc dầu sâu ly cực kỳ độc đáo. Cái bộ VS bình dầu độ nhún khi mái hơn cũng như tăng được cứng cấp cho xe. Phía dưới là ống ánh cái sắc vàng cực đẹp với đĩa tải đi cùng với sợi sên. Ống xả được tải điểm nhấn với Oppo Titan cực kỳ đẹp. Em ấy đen đội dán trước cái sừng cây xăng, một nét đẹp bốc cháy một ánh nhìn nếu chúng ta nhìn ngắm quá lâu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, đừng quên tiếp nhấn like, subscribe.